Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong ngày Chủ nhật cuối mùa vọng này, con khơi lại niềm khao khát mong chờ và đón nhận Chúa Giêsu ở giữa chúng con. Con học nơi Chúa như một người môn đệ và noi gương Ngài như một người tông đồ không biết mệt mỏi. Đừng bằng lòng với những mục tiêu nhỏ bé, hãy khao khát hạnh phúc và có lòng can đảm để thoát ra khỏi chính mình và liều lĩnh đặt trọn tương lai của mình nơi Chúa Giêsu. Con có biết về một tổ chức tình nguyện nào đã hy sinh đời sống của họ, mạo hiểm để phục vụ người khác không? Hôm nay, con cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, con dừng lại ngày sống của mình đôi chút và ở lại trong bầu khí cầu nguyện. Con suy ngẫm về những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: những người không tin hoặc không tìm kiếm Thiên Chúa có thể đã không cảm thấy bận tâm bởi vì họ thiếu lời chứng của chúng ta. Như là những môn đệ mang sứ mạng truyền giáo, trách nhiệm của con là loan báo bằng đời sống của mình rằng Thiên Chúa yêu thương con người vô điều kiện. Để có thể bày tỏ tình yêu này một cách chính xác, con phải phân định rõ ràng đâu là những cử chỉ cụ thể để làm cho tình yêu này trở nên đáng tin và đâu là những cử chỉ không thuộc tinh thần Kitô giáo. Con làm mới lại các cam kết của mình để thi hành những cử chỉ của tình yêu thương theo Chúa Kitô. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, khi mặt trời đang dần buông xuống, con tìm một nơi yên tĩnh và góp nhặt những suy tư về ngày sống. Ngày sống của con đã diễn ra như thế nào? Con đã để lòng mình ở đâu trong ngày hôm nay? Con có sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ anh chị em mình không? Con đã có khả năng để trao ban tình yêu trong những việc phục vụ của mình chưa? Những điều con làm không quan trọng hơn là tình yêu con đặt vào đó. Con viết xuống những mục tiêu để phục vụ tốt hơn anh chị em mình vào ngày mai. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.